Ồ, sương mù dày đặc rồi đây này. Wow, lạnh quá. À, Em Diệp xin chào cô chú bác anh chị và tất cả mọi người ạ. Ui, hôm lạnh lắm nay thì quá. anh em đang có mặt tại bản đoàn kết rồi các bác ạ. À, có hai chị em nào đây này? Đây đây, vừa đây em À, ủng hộ. nhà nhà Phình với nhà Vinh đây đúng không? Đúng rồi, Đấy, bánh kẹo đây. đúng À, khả rồi. năng Ừ. là mang mang sang nhà em chở đi, mang sang em chở vào trong nhà nó được. Nét cưng Ấy, tỏ công rồi. nghệ ở đây sương mù mưa phùn quá các bác Nét công ạ. À, đi thôi. cưng. Hả? Có kẹo là cực cười À, cười cái khí gì á? á? Ôi Bảo là dồi ở chỗ đấy là kẹo rồi. ôi. Biết kẹo lại cười cái khí luôn à? Cười khí. À, anh mình đi đâu? Hôm nay vào thăm gia đình em chợ thì cũng có một cái bao gạo này của bé chị bé em ở trong Vũng Tàu. Đấy, bé chị bé em trước có gửi tổng là 1 triệu đồng thì cũng có dành tặng nhà em chợ em chơi và là bà cấy mỗi người 1 bao gạo các bác ạ. Đấy, và đặc biệt hôm nay có cái món quà của cô Nguyễn Thị Hồng ở dưới Hà Đông Hà Nội có gửi lên gọi là 600.000 để mà cho 6 nhà, mỗi một nhà là trị giá 100.000 mua kẹo. Đấy, hôm nay thì Xuân Thiệu cũng mang vào đây là 5 suất rồi. Đó, mỗi nhà là 2 cân kẹo của bác ạ. Để mà ăn Tết. Đó, còn suất của cháu giờ thì hôm nào vào đấy thì anh em sẽ mang vào sau của bác nhé. Đó, mấy ngày hôm nay thời tiết ở trên vùng cao này lúc nào cũng mưa phùn, rét. Đó, các bác thấy đường vào nhà em chở đây. Đường này thì xe máy không vào được đâu. Đó, cũng chỉ đỗ ở ngoài thôi. Cũng khá lâu rồi chưa vào thăm lại gia đình ấy. Đó, hôm nay anh em quay trở lại đây để xem là cuộc sống bây giờ có những cái gì thay đổi nhiều không. Đấy, và trao lại những cái phần quà này của các ông bà cô bác cho bà con. Đấy, cái cột điện đây à? Vâng, cái cột điện vào đây à? À? Kéo vượt sang đây á? À? Vâng, kéo vượt sang đây luôn. Ô, vượt sang đây là mới vượt xuống bản biệt lập à? Vâng, đây vào nhà anh chở em với lại em và có điện hết rồi. Ô, vâng. Sáng chưa? Chưa. chưa cấp điện à? Vâng, chưa cấp điện anh ạ. Ô. Vậy là kéo vào nhà thôi. Ô. Trời mưa nói chung là ở trên vùng cao này nắng lên thì khô hạn nứt nẻ mà mưa cái là bé bét hết các bác. Đó. Lâu lâu không vào ở nhà chở không biết là có ai nhà không? À, thế mở cửa anh. Mở cửa. Vậy. Chắc có hai chị vừa nãy lấy kẹo vào trong này rồi. À. Cái này lấy cây về định làm cái gì, làm nhà bếp hay sao à? Cái này cây ở của nhà em anh ạ. À, vâng. Cái của nhà em mang đây á? Vâng. Ồ. Mang vào đây để gọi là gò cái vỏ đi. Ở nhà em chở. Nhà em vào có nhà không nhỉ? Nhà em và là hai vợ chồng đi cắt cỏ bò rồi. Đi cắt cỏ á? Quay quay lên lấy kẹo. À, xe đấy. Xe vẫn ở đây à? Xe của em vào nữa này. Ồ. Đấy. Nguyên vẫn còn nguyên hành. Ôi dù. À. Em cứ nghĩ là cái cửa này cơ. Sao lại vẫn làm cái cửa kiểu này? Không, đây, đây, đây. Ờ, xin chào. Ê, thế cái cửa này thôi không đóng nữa à? Nó chỉ rồi á. Ờ, nó tì nữa. À, cái này không lấy nữa. Không lấy nữa. Có cái cửa khác rồi. À, đóng được cửa mới rồi à? Đóng được cửa mới rồi. Ôi dù, nhìn đẹp quá nhỉ. Ôi dù, còn thiết kế kiểu này cơ. Làm cái đấy là cái gì đấy? Ồ, khó trời hả chị? Ủa, thì nó khảo vào trong, khi khảo thi vào trong này. Ta học cho rồi. Gì hả? Cái đầu làm à. cái đầu hổ, cái đầu hổ. Cái này ai thiết kế đấy? Không thì thiếu á, không thì thiếu á, con thì má mạo quá à. Anh chờ là khách tự làm đấy. Ờ, đóng đóng vào một cái xem nào, xem là à, có cả. Đẹp không anh? Ra ôi ơi, nhìn con lộc đấy đẹp phết nhỉ. Cái gì nữa à? Ôi ơi, được rồi được rồi, đây là tay nghề khá rồi. À, cái này là ông ngoại sang hộ đóng hay là khác đóng? Không thì giờ thích tập bao rồi là à, ông ngoại là cho đời mấy miếng gỗ là ông ngoại là không sang nữa rồi. À, ông ngoại không thèm sang nữa. Và, do là mà ông ngoại cho thế là được rồi, còn đòi thế nào lắm. Chắc là không có tủ cái với lại không có hậu chơ. Ôi ừ. Mấy chị kia chạy đi đâu hết rồi? Mất tiêu rồi. Là mới chị tạt đấy. Ô, cái cỏ vứt ở đây nhiều thế, có ai để đấy? Chưa, cho nên phút chỉ rồi. Chưa đâu, rồi nên phải phút chỉ rồi. Oh. À. À, nghĩa là con bò của nhà em và ấy, do là ở dưới kia bị dịch bệnh như thế nên là em và cũng bảo là không để cái cỏ bò ở dưới kia nữa. Không để cỏ mà bò. Sẽ thấy cỏ bò cỏ dê ở đây luôn. À, lấy lên trên này để luôn á. Vâng, sợ là con bò chết như thế là có cái mùi hôi. Có cái gọi là biết là lấy ra xa như thế là được rồi. Vâng. Nhưng mà đi xuống nhà em vào xem là em chở chạy xuống nhà vào xem là em có nhà không để. Ơ, xin một hôm gặp một nhé chị. Đi nhanh về nhá. À. Có kẹo Tết đấy. Có kẹo Tết. Đâu hai chị lấy bao kẹo cười khí khí chạy đâu mất tiêu rồi nhỉ? Đi đâu? À kia kìa. Đâu? Ra đây xem nào. Lắp về đi nha.
Lắp phen đi này. Vừa đấy có kẹo là cực khí. Cực khí khí là chạy đâu mất tiêu rồi. Lắp phen đi này. Ra đây. Ừ. Vô xem nào. Sao là quần áo treo lủng liếng khắp nhà như thế này. Hả? Trời ơi. Ở trên này thì không có cái gì gọi là đấy, hai chị em này. À, thế nên nhà nhà hai chị em này nhà Vinh đi làm về chưa? Thì Vinh mua công mua rồi rồi chưa đâu? Lò lá về rồi. Về rồi. Và hả? Chị nhớ chưa? Có trong tà. À đóng cửa hết rồi. Đóng cửa hết rồi. Và không ở nhà rồi. Thế còn nhà Phình này đi làm về chưa? Lâu mua rồi phải ta lỏ. Lỏ rồi. Về rồi. À. Ừ. Có được nhiều tiền về không? Ta không nói chết rồi. Thế mấy đấy là? À, để ý thôi. Để ý ra. Vâng. À, cứ đủ ăn Tết thì được. Nhất sáu nó chia. À, đâu lắm. Thì cho ấy thì nó chia. À, không bảo là nếu mà ăn Tết đối với bà con trên này thì chắc là đủ ăn Tết. À, nhưng mà vợ đây là vợ ấm Phình à? Đúng rồi. Mà áo xanh này là vợ Phình đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À. Nhưng bị mà ốm. Làm sao ấy bị à, chị đồng nhóm hả? Chị đồng nhóm. À, bị ốm á. Ốm á? Đàn. À, nói cái giọng kiểu như là khàn khàn rồi. Đúng rồi. Ở nhà nhà chở vợ đâu rồi? Ở bà lòng hả chị tiên? Khả khó nhá. Khả khó nhá hả? Mà là lạnh quá, không có gì cho vào bếp nên là đã đi lấy củ rồi. Ừ. À đi lấy củi á? Vâng, đi lấy củi. Ồ. Ừ. Này thì nhà vào có nhà thì tí nữa cái kẹo này thì lấy về cho để đây xong rồi em bao giờ em vào về thì lấy cho em vào nhé. Vâng. Ừ. Đấy mấy nhà lấy lò xem đi. Ở mấy nhà ở trên này gồm có nhà Dìa, nhà Và Ca, nhà Chở, nhà Vinh, nhà Phình và nhà cháu Giờ nữa, mỗi nhà một suất kẹo nhé. Em mở cái kẹo ra đi. Vâng. Đấy, không thì nó mất cho chuyện. Mỗi người một suất để mà về ăn Tết nhé. Của đúng cô rồi. Nguyễn Thị Hồng ở dưới Hà Nội nhá. Có danh tặng. Mới được bắt là không nhưng mà là Hà Nội thì mua tha tao bên nó chia à tha tao bên nó chia tha nó đấy kiểu là bà con ở trên này là thích nhất à thích nhất đấy và đấy có năm nhà ở đấy đấy một tải kẹo luôn y là sinh tha nếu ừ đấy, lần đầu tiên là hai chị thấy là tải kẹo lần đầu tiên là nhiều kẹo nhất đấy, đấy mỗi nhà một túi đấy túi to đúng ừ. Đấy chị bảo xuống à đó hả ôi trời bảo sao mà nhiều kiệu thế thôi đừng có lấy ra thì lấy cho mỗi nhà một túi đấy đấy mỗi nhà một túi to đấy ít túi ít hát luôn ít túi hát luôn bởi vì bà con ở trên này ít khi là có được nhiều kiệu như thế này thỉnh thoảng cũng chỉ có một gọi là một ít cho các con các cháu thôi rồi đấy, nhà chở nữa ở đây bao nhiêu là của em hết nha đây là giao cho anh chở luôn của em vái nhà em vào thì cứ để đây đi, bao giờ em vào về thì lấy cho em vào nhé, em chở nhé. Kho này là bác không? Kho là bác không? Kho là bác không? Đấy, túi đây là của nhà em vào, không phải là cho mình hết đâu nhá. Ít hơn này là bác đấy. Đúng rồi. Đấy, còn túi đây của nhà em gì? Kho này uống nào? Mỗi nhà một túi nhá. Uống nào cho học na hả? Sao đẩn không? Thì mua than nó chia nếu. Cho chồng phố mua than nó chia. Chúng à gọi là một năm thì các chị cũng không có kẹo để ăn Tết đấy. Ồ. Năm nay của cô Nguyễn Thị Hồng có gửi tặng nhá. Thôi thì tôi bắt là hông thì mua tôi cô bé sao đã. Ừ. 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 Tôi bắt là hông nhưng mà là hát nội trắng á. Ừ. Lê Giá nè. Hả? Sao xế hả? Chị bảo là hôm nay được nhiều kẹo quá, không biết là cả thế nào được. Ồ. Sao xế thì đi là không mua tha là bên nào chứ. Ừ. Chị bảo là à, năm nay có kẹo để ăn Tết rồi, về nhà là không để cho các cháu nhìn thấy nữa, để dừng lại ăn Tết đấy. Sao thế? Từ bữa nào không mà sao thế mà gạt thao thôi, bố cho mình nó chết rồi thì sao thế? Chị là có kẹo ăn Tết là thích rồi. Chị cũng rất là cảm ơn đến cô Hồng ở dưới Hà Đông Hà Nội. Anh chờ, sao thế được bữa nào không? Sao thế là từ bữa nào không mà mua thao thôi cho mình nó chết, sao thế ở chuẩn đầu á? Mấy giá trị của tụi bác là không cháu cho xem. Có kẹo rồi, tí nữa là các cháu cũng nhìn thấy là cho ăn đấy nhá. À. Còn để ăn Tết thì các cháu là không gọi là cứ đổ mãi là không ăn cơm đấy. Anh chở cũng rất là vui. Hôm nay có cái phần quà gọi là quà Tết của cô Hồng nên là mọi người cũng rất là vui. Và đồng thời cháu gì gửi lời cảm ơn đến cô Hồng ở giữa Hà Đông Hà Nội rất là nhiều. Có cái phần quà, cái bánh kẹo cho các cháu ở trên này thì đó vào cái mùa Tết như thế này thì rất là ý nghĩa.
để ít nữa là các cháu sẽ có bánh kẹo ăn Tết, nên là cháu cũng xin chúc con là thật nhiều sức khỏe và luôn may mắn trong công việc ạ. Cảm ơn cô nha. Được rồi. Đấy. Mọi người rất là vui luôn. Rồi, hai chị em này còn đi làm gì không? Lấy một mùa chị. Hả? Đấy. Đấy, lấy gì thế? Hả? À, đi lấy củ và các cỏ bò nữa. À, ừ. Thế thì thôi về thôi nhé. Nè, nè. Chúc ăn Tết vui vẻ nhá. Tí lòng nó chứ. Bảo là Tết là anh nhớ sang bên này ăn Tết nha. Được rồi, chuẩn bị nhiều con tú cái vào một tí nhá. Đấy, nhà em chở còn một bao gạo nữa này này. Và là cũng trao nốt cho gia đình một bao gạo của bé chị bé em ở trong Vũng Tàu nhá. Có gửi cho gọi là một bao gạo trị giá 300.000 để mà ăn Tết. Đó. Hôm nay thì anh em vào cũng mau vào đây để dành tặng cho gia đình luôn. Hôm nay, ít số này mà giờ tụi bắt nào à? Ở tụi bên giàu, bé chị đấy, tụi bé em nhé. Là u gì? Nếu mua tôi ấy, nếu mua tôi đó thì tao à, cho nhóm nó này. Mua tôi đó u rồi. Mua tôi đó. Mua tôi đó tụi bé chị tụi bé em nhé, phần là u nếu mua tôi nhé. Chắc xin tiếc của nịch chồng đâu, nếu mua tôi tao không bê cho. Đã thêm mua cho tôi. Chắc xin đó tụi à. Bé chị đấy bé em. Tao mua bốt xu tôi đó u à. Tao nó chết rồi, tao cho mình nhổ, tao nó chết, sinh, tao chẳng đau. Chỉ mới giá trị của ô tù phao chọc cho sinh nha. Hay ngô thật không? Anh chở cũng rất là cảm ơn đến bé chị và bé em ở Vũng Tàu rất là nhiều. Có cái phần quà như thế này thì anh chở cũng bảo là hôm nào các cháu đi học gọi là không kịp là nóng mà mén thì sẽ có cái bữa cơm gạo để nấu cho các cháu là ăn đi học. Nên sắm Tết chuẩn bị được cái gì nhiều chưa? Vừa bắt đầu không có chị lớn nó chết này. Chị vừa chị mua chị nó chết để tí chị vừa chị nó chết. Cũng bảo là bà. Để cho không mua bột xù thì mua than đó chị mua than xù mình dạo mua bột xù nó. Anh chờ bảo là những cái đồ sắm Tết của anh chờ tránh là những cái món này luôn. Chuẩn bị để con tú cái các thứ kiểu để Tết ra ngoài bà ngoại còn sang chơi chứ. Ở đây là thiếu tú cái nữa thôi là đủ ấy. Cho tú cái mà cháu chưa. Thế dạo này thế nào lắm rồi, dạo này tình hình sức khỏe thế nào, đó có vẻ hồng hào hơn rồi đúng không, còn đau nhức ở chỗ nào hay là ấy không, có đỡ tí nào chưa? Tao yên đủ thế, ý chỉ tốt là ốc của dòng mình chỉ cho năm mốt họ thứ là nhá o sống hào mình chỉ thảo ý tốt tuổi hả? Thì họ ý mì dòng xăm gì? Dòng xăm gì? Cho họ có chui phía đến, ý là khi nhau họ chơi dưới kiểu họ dòng gì? Anh trời cũng bảo là trong thời gian vừa qua thì cũng uống rất là nhiều thuốc của các cô bác cho nữa, với lại cũng gọi là uống rất là nhiều nước nên là cũng cảm thấy trong người là sẽ gọi là đỡ hơn rất nhiều và cũng khỏe đi lên rồi. Vâng. Thế là bây giờ là khỏe hơn rồi gì? Nên đi mua rồi chứ tôi. Dạo này nhìn hồng hào hơn rồi, cũng như đúng trước rồi. Bây giờ nhìn là gọi là yên tâm rồi. Đấy. Cứ uống thuốc nó dài trường kỳ vào thì mới khỏi được. Đấy, còn sức khỏe tốt lên thì mới làm mọi thứ được nhé. Thế là được rồi. Sau gọi là những cái khoảng thời gian vừa rồi em làm cái ngôi nhà này thì cũng cố gắng nhiều sức quá, đâm ra là cũng kiểu như là vừa kiểu như là bị mất sức ấy, nên lại cộng thêm cái căn bệnh trước là đi khám này em bị sỏi thận. Đấy, nhưng mà trong thời gian này thì nói chung là mọi việc nó cũng đã bớt đi rồi, bây giờ nó cũng vào những cái thời gian nó là có thời gian mà nghỉ ngơi hơn trước thì cũng thấy hồng hào lên khá là nhiều rồi, thế cũng được rồi nhé. Đó, thì có thêm một cái món quà của cụ bà ở Hà Nội nữa nhé. Cụ bà Hà Nội trước có gửi tổng cho Xuân Thiệu là 1,5 triệu, trong cái quà này thì cũng có dành tặng 1 triệu cho nhà em rìa làm nhà. Đó thì cũng cụ cũng có dành tặng là 300.000 cho em chở và 200.000 cho anh em rồi. Đó, thì bây giờ thì Xuân Thiệu cũng mới vào đây được để trao cho em chở gọi là ăn Tết nhé. Bây giờ thì anh sẽ thay mặt cụ bà là sẽ đưa lại cái khoản tiền là 300.000 cụ có dành tặng gia đình để mà đón Tết. Đấy, mua gạo hoặc là mua con tủ cái hoặc là ít thịt gì đó. Bây giờ là thiếu tủ cái, chắc phải đi mua tủ cái. Kẹo có rồi, gạo có rồi. Bây giờ cũng gọi là cận Tết thật sự rồi. Đưa hộ anh cái. Tết một chiếc à? Tủ bò nếu tụi bò nhóc bọn nào hát nổ nè. Tụi bò là lão này mua bếp của chế độ nó chết. Đấy. Bếp của chế độ nó như được cái. Không lấy cái gì hết, đi mua một con gà để mấy bố con là có cái Tết ấm no hơn.
Một con gà thì mua ngô, bây giờ thì quan trọng là cái ngô để mà ăn thôi, chứ còn tục cái thì không có thì cũng được, nhưng mà ngô không có là không được. Đúng rồi. Đấy, 300 nghìn kia là cũng được ít nhất phải 1-2 sinh ngô rồi. Được được hơn một sinh ngô một tí. Hơn một sinh ngô á? Vâng. Một sinh ngô là 20 cân đúng không? Một sinh ngô bây giờ là 200 nghìn rồi. À. Bây giờ giáp mùa đói nên là ngô đắt lên rồi. Thế thì được hơn một sinh ngô thì cứ đi mua ngô đi. Giờ con tu cái thì mình không có cũng chả sao cả. Đúng rồi. Nhưng mà ngô thì không có thì các con lại sẽ bị đói. Đúng rồi. Nên là có cái tiền thì cứ tranh thủ mà xem nhà nào có ngô để đi mua ngô nhá. À, người hải đến thì ôm một chỉ xong như cái. Dù là ít xem ta cử hả? Tục cái là ăn một bữa là hết luôn. Đúng rồi. Còn một sinh ngô hơn một sinh ngô là có thể ăn trong vòng nửa tháng. Anh chỉ bảo đông con như nhà mình thì mặc tổ cái cũng chỉ được một bữa thôi. Một bữa còn không đủ ấy. Nhưng mà 300 ngày này mua gà chắc chỉ được con gà thôi. Mà một con gà. Vô ấy tổ cái ở vô ý sẽ cử nhé. Tổ bò lẩu á, để mua tiết thôi. Ô tổ bò lẩu nhất là ú cháo ấy. Cho xanh đồ tổ bò lẩu nhớ tròn đậu tò mua bê bột xiết tôi cho và vừa ba ý khó một rồi cá chiên này chỉ mua món no thế cho xanh ở tròn đó mà bút tôi cho chỉ mua giá chỉ vừa tổ bò lẩu cho xanh này anh trời cũng bảo là rất là cảm ơn đến cụ bà rất nhiều có cái phần quà như thế này thì anh trời sẽ đi mua một ít ngô về cho mấy bố con để được ăn còn sắp đến cái mùa gọi là sam thán san diên thì đến cái mùa đi lấy hạt giống nữa nên là anh trời cũng bảo là sẽ là không mua thức ăn về ăn thì sẽ đi mua mấy cân giống để có được dòng san ma vụ năm sau sam năm đấy đúng rồi đấy. Đấy, thì muốn ngồi nhá muốn giúp bác cứu xuống không như tổ cái đâu nhá tổ cái là hết nhanh lắm đúng rồi lạnh thật vơ còn quá nhỉ thế dạo này thế nào xem bếp núc chuẩn bị đến đâu rồi có làm được ngàn luôn chưa hay như nào chưa ở nãy qua kho chú thó thứ này bây giờ là chuyển vào trong nhà đun đi à nước á cái này làm cái ấy ở xây lên là hay như thế nào đấy thiết lỗi rồi mà nó không có chỗ gọi là bê vào thôi bê vào á gọi là xây cái ô vuông là bê vào thôi chảy nước vào đây á ra cái bàn này bảo là nước mưa là chạy ngấm hết vào đây rồi nghĩa là mưa là nó tràn vào đây là không đun đun nấu được đúng không đài cái chỗ này luôn đấy ôi ừ. Nhưng ở trên này rách hết rồi cái bàn này ra cái đó thế bây giờ không ấy thì tranh thủ mà làm thôi bây giờ đang mùa rỗi này ít nữa ra lại mùa vào mùa trồng ngô các thứ thì không có thời gian đâu nên mà cho tranh uống ấy ối chả chả thảo sẽ tranh thủ các cử chỉ sinh á nó đi đi ra đằng này xem nào xem là nước làm nó đơn giản thôi không phải ấy nữa làm đơn giản như em và là được sao có phải làm kiên cố đóng gạch thì bao giờ mới làm được nước là nước hả uống này chả uống phân cha hả cũng xong hết rồi đấy. Đấy nhưng mà làm cái mương không làm mương thì nó mới chả chặn vào đấy thế này phải đào cái mương nước đấy cả cái đằng sau nhà kia đào cái mương chạy vòng quanh ấy để mưa nó có chảy ra thì nó mới không ngấm vào cái chỗ này đi chứ không đào mương thì cứ để thế này thì nó chẳng ngấm vào trong cái đấy không đun được thế thì cứ để nó này đằng nào cũng đào do là keo cái tân căn cái tấm mặt đây kìa phải đào cái căng cái tấm bạt thì cũng vẫn phải làm mương đấy, trước rồi. Mắt chưa làm được thì đào khoét một cái mương vòng quanh cái này đã vòng quanh cái chỗ căng bàn này để nó có chỗ chảy đi nó mới không chui vào trong nhà thì mới nấu được chứ nhậu ít khai được cứ để nó này khai rồi này đúng rồi còn không thì nước nó chảy vào như thế thì nó chả không nấu được ngấm hết vào trong bếp hay là ngấm hết vào trong bếp để không biết đang làm mương xong là xách vào trong nhà nấu thì nó đèn xì hết cái nhà đấy đúng rồi tính ra cái nhà không đẹp đấy bên này bên kia hay như là đã cày hết nữa sao tức là cái đá ở trong kia là đập được hết rồi à cho bất cứ cho giấy đó trong tàu tàu tàn đó cho tàu trong tàu đập được hết rồi sương mù sợ chưa sương mù rất là dài luôn cái này có mắc sương mù dày đặc luôn nó nhà vào bây giờ là không ai nhà hả nên chỉ lo chỉ nhớ chạy là và đóng cửa hết rồi chắc là đi cắt cỏ bò vợ chồng đi lấy cỏ hay đi làm gì thôi xe máy vẫn còn kia nhưng mà chắc là đi làm cái gì thôi chắc là đi bàn đường thủy không phải đi bàn đường xe máy đi bộ làm như nhà em vào thì anh thấy nó cũng gọn gàng cũng đẹp mà ủa ủa giờ lò pha lúc học ra để tiếp xuống thế
mấy triệu rồi khác làm được, không phải mất công thuê thì bằng đấy là thoải mái rồi. Đúng rồi. Chỉ mất mũi xi mới lại ấy, gạch thì vẫn còn đấy thế. Đó, thế chứ hết thì chú không biết thế. Ừ, đúng rồi. Cái chân thôi. Chỉ giờ chỉ đúng tà nhé. Đúng rồi, làm đơn giản như nhà em vào. Đúng rồi, bây giờ thì nhìn khỏe quán hồng hào lên rồi. Có đủ sức khỏe mà làm thì cứ làm thôi. Còn bây giờ không ai gọi là giúp được mãi đâu. Bây giờ cứ hai vợ chồng đang mùa rỗi rãi này thì đấy mà làm thôi. Nếu còn nếu chờ dụ ôi dụ hả nhé. Làm cho nó yêu, làm quan yêu đời đấy. Đấy, có cái cửa thế là đẹp à? Cái cửa cũng nhìn cũng biết đang làm ấy nhỉ, kéo tay ra phết đấy. Cái này hay rong ra cái gì mới làm dẫn được cái này nhỉ? Cái này em chẳng biết là làm bằng cái gì, làm cái gì nữa. Nhưng mà ấy vào thì nhìn nó có cái nét thẩm mỹ tí. Em chờ này, nếu mà trước có đi làm mộc hay không biết, nhưng mà khác tự biết làm thế này là cũng đi học làm mộc là cũng được ấy. Đúng rồi. Nhưng mà cái này thì lấy cái máy gì mà đóng được như thế này? Ờ, dù nó máy chỉ ở táo thì lọc cái là cho máy chuột rồi. Có cái là thôi cho máy là thi. Nghĩa là đi mượn một cái máy bọc về bọc. Máy bảo á? Máy bảo. Cái máy bảo về bảo. Bảo qua với lại là lấy cái đục kia. Khác đục. Vâng, khác đục ấy. Ấy dạ, cũng được rồi. Thế thì đi học nghề mộc đi. Học là cái nghề mộc về mai mốt đi, đóng giường, đóng cửa, đóng các kiểu như này, bàn gọi là bàn ghế ngồi. Cái đơn cũng giản thế này là được. Cái này cũng nếu mà đi mua về cũng đẹp như thế thôi. Đi mua thì nó chỉ như này thôi. Hôm nào có tiền thì đi ra ngoài thì chợ mua lấy ít sơn gỗ kia về mà sơn vào nữa là nhìn đẹp ngay có gì đâu. Vậy bây giờ đi kiếm cái bộ đồ nghề là được đấy. Làm một bộ đồ nghề đi đóng những cái lằng nhằng này trong thế thôi, nhưng mà mỗi một ngày cứ kiếm được độ trăm hơn trăm nghìn là được rồi. Cần gì phải kiếm ra nhiều. Vâng. Ở trên đấy bà con này ngày kiếm ra được trăm nghìn cũng là một vấn đề lớn rồi. Vâng. Cứ tính tháng lấy hàng chục triệu đi đâu lấy. Bây giờ ngày ra được trăm nghìn như thế là một ngày công đi làm rồi. Vâng. Nó chơi nhà ô, mù sầu ô khó trông thế. Không có đồ nghề đi mượn. Mình phải đầu tư chứ. Trước tiên phải đầu tư bộ đồ nghề đấy. Thôi khả năng anh em mình cũng đi thôi. Nhiều vâng. Hôm nay thì cũng vào thăm gia đình em chợ. Nói chung là bây giờ thì cái cuộc sống nó cũng khác xưa rồi các bác ạ. Nó cũng gọi là có nhà ở các kiểu nó kiên cố rồi. Cũng nhờ sự trợ duyên rất là lớn của các ông bà cô bác đến với gia đình. Đó, nhà mình nói chung là em chợ này thì trước thì cái hoàn cảnh cũng đặc biệt là khó khăn. Bây giờ thì có cái sự thay đổi nó cũng gọi là trước mắt thì có cái nhà nó ở kiên cố rồi. Còn cái cuộc sống về sau này nữa như nào đó thì cũng tùy thuộc vào hai vợ chồng biết chăm chỉ làm ăn hay như nào đó thì sẽ đi lên thôi. Cái quan trọng là có cái nhà cái cửa như vậy để cho các cháu ở được không phải lo lắng khi mưa gió rét nữa. Đó, hôm nay thì anh em vào cũng có phần quà của các bà cô bác có gửi đến gia đình để cho mà ăn Tết. Đó, bây giờ thì anh em xuống tiệm với em gì cũng gọi là dành thời gian đi chia sẻ những hoàn cảnh khác thôi các bác ạ. Cũng hẹn gặp lại các ông bà cô bác ở những thức phim lần sau nhé. Xin chào.